Nếu như game online trên nền tảng di động hiện nay, cấu hình và dung lượng yêu cầu là vấn đề đáng quan tâm nhất, thì đến với dòng game offline chứ không cần phải kết nối mạng, những điều đấy bạn sẽ không cần phải bận tâm nữa, vì đa phần đều là game nhẹ nhàng cấu hình không quá cao. Vậy nên trong video này chúng ta sẽ tạm rời xa là những con game multiplayer mang tính cạnh tranh cao, để đến với một loại game mặc dù không mới, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có thể thiếu, lúc nào cũng được game thủ quan tâm dù ít hay là nhiều. Và trong video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người là kha khá những con game offline mới nhất thời gian gần đây, đa phần là game miễn phí không mất tiền mua, và một vài con game bản quyền chất lượng mà bạn có thể tham khảo nếu như có đủ tài chính. Đã vậy, với cấu hình và dung lượng không quá nặng thì bạn muốn tải sẵn về chơi khi nào cũng được, với độ thú vị cũng như giải trí là không hề thua kém những game online hiện nay. Early Mobile cuối cùng là chính thức đặt chân lên di động, sẽ mang đến cho bạn là những góc khuất rất mới về tâm hồn của một nhà quý tộc đang bị dày vò, phải đối mặt với những bi kịch của chính bản thân mình thông qua việc sử dụng cơ chế phản chiếu để vượt qua những câu đố hóc búa ở đây. Vậy nên nhiệm vụ của game thủ là làm sáng tỏ sự thật, đồng thời khám phá bí ẩn trong từng căn phòng mà bạn bắt gặp trên hành trình xuyên qua tâm hồn. Và bên cạnh những câu đố thì còn có sự góp mặt của những con boss khổng lồ mà buộc phải hạ gục chúng thì mới có thể tiếp tục qua màn. Và kỳ thật, game sẽ gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với phong cách nghệ thuật độc đáo của mình. Khung cảnh và mọi thứ xung quanh trở nên sống động hơn khi bạn có thể trực tiếp tương tác, và toàn bộ câu chuyện ở đây sẽ vẽ nên một thế giới cổ tích đen tối mà nếu người chơi có đủ khả năng giải quyết tất cả căn phòng ẩn thì có thể mở ra những kết thúc mới. Và liệu rằng bạn có đủ dũng cảm đối mặt với những gì ẩn giấu trong gương, thì hãy trải nghiệm ngay sản phẩm này để tìm cho mình câu trả lời. Với kiểu chơi độc đáo khác biệt của game nhập vai mô phỏng sẽ làm cho bạn phải bất ngờ với Knight RPG, và dù chỉ mới ra mắt nhưng nó đã lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều game thủ, nổi bật với đồ họa 3D đậm chất trung cổ và tạo hình chàng hiệp sĩ sở hữu màu sắc cổ điển. Bước chân vào thế giới của nó, game thủ sẽ bắt đầu hành trình chinh phục những điều khó khăn, phải hoàn thành nhiệm vụ đức vua giao phó, từ đó sẽ có thêm sức ảnh hưởng và có thể xây dựng đội quân vững chắc dưới sự chỉ huy của mình. Những thao tác trong game thiết kế trực quan và sinh động, bạn sẽ được NPC hướng dẫn chi tiết để rồi bắt đầu hành trình trở thành một hiệp sĩ lừng danh. Mới đầu chỉ là những nhiệm vụ đánh quái đơn giản, nhưng về sau sẽ ngày một khó hơn, đòi hỏi bạn phải luyện tập chiến đấu nhuần nhuyễn nếu không muốn là bại tướng trong những đấu trường khốc liệt. Phải trang bị đầy đủ áo giáp vũ khí và một chiến mã uy dũng đồng hành cùng mình là bạn có thể đương đầu với những kẻ thù phía trước. Chọn cho mình một chủ đề khác lạ so với những game trên thị trường, sản phẩm này có đồ họa 3D và bối cảnh trong những hầm ngục tối. Bạn sẽ được khám phá những kho báu ẩn giấu, làm sáng tỏ những câu đố hóc búa và tìm đường thoát khỏi mê cung. Và trong con game này, sự thông minh là tài sản lớn nhất của bạn khi phải liên tục giải mã những câu đố cổ xưa, đòi hỏi rất nhiều sự sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Chúng ta sẽ được trưởng thành qua từng cấp độ ở đây. Game có vô số nhiệm vụ trốn thoát thiết kế tỉ mỉ. Trên đường đi còn phải thu thập vô số đồ vật khác nhau, sẽ có tác dụng cho hành trình chạy trốn khỏi khu hầm mỏ. Đặc biệt hơn, có thể bắt gặp những khối vàng nằm trên tường. Thu thập sẽ được tự động đổi thành tiền xu vàng, và người chơi có thể dùng tiền xu này để mua những lực gợi giải đố. Việc di chuyển và hành động cũng sẽ tiêu hao năng lượng, và năng lượng chỉ có thể phục hồi từ việc nhặt đồ ăn trên đường đi. Art of Rally tạo cho người chơi ấn tượng ban đầu rất tốt, mà chủ yếu nằm ở nền đồ họa retro vui nhộn, thiết kế dễ thương với góc nhìn trực quan, sử dụng chủ yếu là gam màu sáng để giúp tạo nên một không gian giải trí thoải mái. Game cung cấp 61 mẫu xe đua mang tính biểu tượng. Còn chú ý game thủ khi mang đến một loạt tính năng ly kỳ như là chế độ carry, là nơi bạn đua xe thả ga qua những kỷ nguyên lừng lẫy, trải dài 78 chặng trên khắp địa danh nổi tiếng. Đồng thời, người chơi sẽ được thỏa sức tham gia vào nhiều nhiệm vụ để thăng tiến nhanh trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó còn được thể hiện kỹ năng bản thân trong những trận đấu hàng ngày hàng tuần để cạnh tranh vị trí dẫn đầu cho bảng xếp hạng. Và với thiết kế tuy là đơn giản, nhưng cách điều theo gu thẩm mỹ riêng, khác hẳn với những game đua xe hiện nay, sẽ cho bạn sống lại cảm giác phượt bằng xe đua trên khắp cung đường, thỏa sức ngắm nhìn những phong cảnh tuyệt đẹp, được mô phỏng đầy chất thơ và chất họa trong con game này.
Đây là con game theo dạng chiến thuật lấy bối cảnh giả tưởng, cho bạn trong vai là chỉ huy của cả một đội quân tinh nhuệ và tiến hành điều khiển quân lính tham gia chiến đấu. Và bên cạnh những cấp độ thiết kế sẵn, người chơi cũng có thể sử dụng những tính năng khác để thiết kế và tạo nên những cấp độ mới trong game. Và điểm làm cho nó trở nên thú vị là kiểu chơi nhập vai chiến thuật dựa trên cơ chế vật lý. Bạn sẽ được dẫn đầu một đoàn quân và bước vào cuộc chiến tranh trung cổ với đầy toan tính. Và dù là game mô phỏng chiến tranh, nhưng với đồ họa hoạt hình đáng yêu nên sẽ không tạo cảm giác khốc liệt. Công việc chủ đạo của bạn là xây dựng quân đội, chế tạo vũ khí, trải nghiệm muôn vàn trận chiến vây hãm hoành tráng. Người chơi có thể chủ động lựa chọn phong cách chiến đấu cho mình, từ đội quân đánh xa cho đến chiến đấu giáp lá cà. Và tuy là trận chiến nhìn có vẻ giống nhau, nhưng đều sẽ có những kết thúc hoàn toàn khác và bất ngờ. Vậy nên nếu là một tín đồ của dòng game chiến thuật, thì bạn hoàn toàn có thể trông đợi vào lối chơi hấp dẫn của tựa game này. Tamagotchi Adventure Kingdom là game mới cho Apple Arcade, được hãng Bandai Namco xây dựng với tiêu chí là mang tới sự giải trí hướng tới mọi đối tượng game thủ. Bạn sẽ được đồng hành cùng nhân vật chính trong hành trình khám phá hành tinh Tamagotchi diệu kỳ, đồng thời cũng phải hoàn thành sứ mệnh là khôi phục lại sự hòa hợp cho người dân ở đây. Và không ngạc nhiên khi game mang tới nền đồ họa sống động tươi sáng, với tạo hình nhân vật ngộ nghĩnh dễ thương và có sẵn hơn 300 tạo hình nhân vật khác nhau cho người chơi tha hồ lựa chọn và hóa thân. Đã vậy còn có vô số hoạt động cho game thủ trải nghiệm, từ việc lần mò khám phá trong lùm cây cho đến ra bờ sông câu cá, hay tuyệt vời hơn là nhặt nhạnh từng tài nguyên và trang trí cho ngôi nhà của mình thêm phần lung linh. Và ngoài việc chơi một mình thì người chơi cũng có thể kết bạn và cùng nhau tham gia những trò chơi online thú vị, cho phép bạn khám phá và trải nghiệm thế giới rộng lớn mà còn được thử sức với nhiều loại nhiệm vụ khác nhau. Đây là game nhập vai màn hình ngang có mặt trên cả Android lẫn iOS, phát triển theo chủ đề khám phá bí ẩn tại thành phố London, có đồ họa 2D và tạo hình nhân vật độc đáo, khung cảnh mờ ảo thiết kế vô cùng chân thật, đi kèm hiệu ứng di chuyển chiến đấu mượt mà, sẽ là một trải nghiệm mà bạn nên thử qua. Bối cảnh của game cho bạn gia nhập vào nhóm đồng minh ma quái, chiến đấu để cứu thành phố khỏi nanh vuốt của nhà công nghiệp giàu có, và với những hồn ma vay mượn cùng khả năng độc đáo của mình, bạn sẽ được bước chân vào từng góc tối của London, sẽ được gặp gỡ và mở khóa những hồn ma mạnh mẽ, với mỗi hồn ma đều có những câu chuyện và nhiệm vụ riêng. Ngoài ra còn được thưởng thức những câu chuyện màu sắc trinh thám thông qua những cuộc đối thoại với NPC hoặc những đoạn cắt cảnh chất lượng có trong game. Và nhìn chung với đồ họa hấp dẫn và gameplay tuyệt vời như vậy thì đây xứng đáng là game nhập vai hấp dẫn trên di động, sẽ mang lại những cảm giác khó tả cho game thủ. Và nếu bạn là một fan của dòng game nhập vai Follow thì đây sẽ chính là lựa chọn dành cho bạn. Rip Runner không chỉ là một game đua xe thông thường mà còn là cuộc hành trình để bạn trở thành Rip Master đích thực, là cơ hội thách thức bản thân, phá vỡ kỷ lục và thống trị đường phố với những cú rip điệu nghệ. Và điều tuyệt vời nhất là game mang tới khả năng tùy chỉnh động cơ chi tiết, cho bạn lựa chọn từ động cơ V8 hoặc động cơ tăng áp mạnh mẽ, tự do sửa đổi từng bộ phận trên xe và điều chỉnh cài đặt để giải phóng công suất tối đa của xe. Đã vậy game còn cung cấp những điều khiển trực quan phù hợp cho cả người chơi bình thường và những ai thực sự dành niềm đam mê với grip và bắt tay vào những cuộc follow grip toàn cầu ở đây, sẽ được đi qua từ những đường phố công nghiệp cho đến đường đua chính thức và giải grip chuyên nghiệp hoặc cạnh tranh trong danh sách mở rộng với những sự kiện giống như trong thế giới thật. Và sau này còn có thể mở khóa nhiều loại xe grip hiệu suất cao, mỗi loại lại có những đặc điểm và khả năng xử lý khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là kỹ năng làm chủ phương tiện của bạn. Run. Nếu là game thủ dành niềm đam mê khám phá vũ trụ
thích phiêu lưu mạo hiểm chinh phục những vùng đất mới và đối mặt với những con quái vật ngoài không gian, thì Devil World sẽ mang đến là những trải nghiệm đó cho bạn. Bối cảnh của game xây dựng tại một không gian không xác định, nơi người chơi sẽ dấn thân vào những cuộc phiêu lưu, mang tới cơ chế chiến đấu bắn súng FPS, thoải mái xả đạn với bất cứ kẻ thù nào. Thế nhưng việc nhắm bắn sẽ rất khó vì không hề có khóa mục tiêu. Bạn cần phải luyện tập khá nhiều mới có thể thuần thục. Ngoài ra thì nó cũng sở hữu là một nền tảng cấu hình 3D với đồ họa tuyệt đẹp. Từ hệ thống nhân vật trang bị cũng như những quái vật đều được thiết kế với độ chi tiết và tính thẩm mỹ cao. Và ngoài phần chơi offline ngoại tuyến, game cũng đem đến những phần chơi truyền thống PvP kết hợp với những loại vũ khí trang bị đặc biệt. Đã vậy, người chơi còn có thể tự chế tạo những món vũ khí trang bị, tạo nên những khẩu súng với công năng siêu khủng hay là những bộ giáp mang thương hiệu của riêng mình. Và như thường lệ, link tải game mình đã để sẵn bên dưới phần mô tả, vậy nên đừng mất công đi tìm cho tốn thời gian nhé. Đồng thời để lại cảm nghĩ bình luận của bạn để mình cải thiện video tốt hơn thời gian tới. Và nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like, video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.